Hi, hi. Welcome back to the English Grammar class. Today we're going to study about prepositions. Xin chào các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Anh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về giới từ nhé. Về nội dung chính thì chúng ta sẽ có 4 nội dung. Thứ nhất, number 1, concept of preposition. Number 2, preposition after adjective. Number 3, preposition after verb. And number 4, the last one, preposition after noun. Okay? The first part is about the concept of preposition. So, what is preposition? Chúng ta cùng vào phần đầu tiên đó là khái niệm về giới từ. We commonly use prepositions to show a relationship in space or time, or a logical relationship between two or more people, places, or things. And prepositions are more commonly followed by a noun or noun phrase, pronoun, or verb phrase. Okay? Giới từ là từ loại để chỉ những cái sự liên quan về không gian, về thời gian hoặc là những cái mối quan hệ logic giữa các từ loại trong một cụm từ, trong câu. Và những cái từ loại này có thể là chỉ người, chỉ nơi chốn hoặc là sự vật, sự việc. Ok? Và những cái từ thường theo sau giới từ, thứ nhất đó là tân ngữ. Ok? Có thể là danh từ, cụm danh từ hoặc là đại từ hoặc là verb, verb in, cụm động từ, verb in. Ok? Có ví dụ, I went into the room and I was sitting in the room at that time. Chúng ta có hai câu ví dụ đúng không? Câu thứ nhất, went into là tôi bước vào trong phòng. Cái phương hướng của hành động đó là bước vào trong phòng. Còn câu thứ hai là tôi đang ngồi ở trong phòng vào thời điểm đó. Được chưa? Chỉ những cái vị trí của hành động. Ok ha? Let's move to number 2, the preposition after adjective. Phần thứ hai của chúng ta đó là một số cái giới từ đi theo sau tính từ. Chúng ta sẽ có một số cái giới từ đi theo sau tính từ sau. Thứ nhất đó là at. For example, to be angry at something. Tức là giận ai đó hoặc là giận về việc gì. Okay? To be confused at something. To be confused tức là lúng túng. Okay? To be surprised at, ngạc nhiên về điều gì. Trường hợp thứ hai đó là for. For example, available for something. Có sẵn cái gì? Anxious about something or somebody. Lo ngại về ai hoặc là về điều gì. Bad for, trái ngược nghĩa với good for. Tức là không tốt cho ai hoặc là tốt cho ai cái gì đó. Okay. Trường hợp tiếp theo đó là giới từ on. For example, to be dependent on somebody or something. Phụ thuộc vào ai đó hoặc là việc gì. To be intense on something. Tức là tập trung tư tưởng vào làm cái gì. Được chưa? Và trường hợp cuối cùng, to be keen on. To be keen on something. Tức là say mê, đam mê một việc gì đó. Int. In. In thì thường dùng trong một số cái tính từ như to be interested in something or verb ing phrase. Được chưa? Đây là quan tâm về điều gì hoặc là về việc gì. To be involved in something, tức là dính líu liên quan tới cái gì. The last one, to be deficient in something, thiếu hụt cái gì. Ok. Trường hợp tiếp theo giới từ from. For example, to be different from something, tức là khác về cái gì. To be far from something or somebody, là xa cách ai, cái gì. Và cuối cùng, to be safe from, tức là an toàn trong cái gì. Ok. Cuối cùng, of, giới từ of, ashamed of, xấu hổ về điều gì đó. Away from somebody or something, tức là xa cách ai. Và afraid of, sợ, e ngại. Ok. Or independent of, or independent of, độc lập, đúng không? Độc lập so với cái gì? Độc lập với ai? Độc lập với cái gì? Ok ha?
Let's move to number 3, preposition after verb. Chúng ta chuyển sang thần thứ 3, đó là giới từ theo sau động từ. Okay? Giới từ thứ nhất đó là giới từ at. Chúng ta có một số cái ví dụ như am at, tức là nhắm vào mục tiêu nào đó. Arrive at. Arrive và đi với giới từ at, tức là đến nơi nào đó, một cái khu vực nhỏ ha, như là nhà này, bến xe, sân bay, vân vân. Look at, tức là nhìn vào. Ok. Trường hợp tiếp theo đó là for, giới từ for. Account for, tức là giải thích hoặc là chiếm bao nhiêu phần trăm. Admire for, thán phục, khen ngợi. Apologize to somebody for doing something, xin lỗi ai vì đã làm gì. Or apply for, tức là nộp đơn xin. Ở đây có thể là xin việc hoặc là xin học bổng. Ok. Trường hợp tiếp theo đó chính là giới từ on, in and from. For example, act on something. Ok, tức là hành động theo cái gì. Bet on, tức là cá cược vào. Ban somebody on doing something, hoặc là forbid somebody to do something, tức là cấm ai đó làm gì, được không? Giới từ tiếp theo đó là giới từ in, arrive in. Vậy arrive in ở đây là cũng là đến, nhưng mà đến một cái nơi, một địa lý lớn, rộng, như là thành phố, quốc gia, thị trấn. Ok. Believe in, tin vào cái gì. Và cụm cuối cùng đó là participate in, đồng nghĩa với take part in or join something, đó chính là tham gia. Ok. Number 3, from. Borrow something from somebody, mượn ai, cái gì. Come from, là đến từ đâu, xuất phát từ quốc gia nào. Or differ from, khác với. Ok. Tiếp tục đó là giới từ of, đi theo sau động từ. Accuse somebody of doing something, tức là buộc tội ai đã làm gì. Convinced of, convict of, đó là kết án. Và dream of là mơ về, vân vân ha. About thì sao các bạn? Ask somebody about something, hỏi ai, cái gì, được chưa? Care about, tức là quan tâm, bận tâm, được không? Number 3, complain about something, phàn nàn về điều gì, vân vân. Theo đó là giới từ with, agree with somebody on something, tức là đồng ý với ai về việc gì. Argue with somebody about or over something, tức là tranh cãi với ai, cái vấn đề nào đó. Disagree or agree with somebody on or about something, tức là đồng ý, không đồng ý hoặc là đồng ý với ai, điều gì. Tiếp theo đó là giới từ to. Thứ nhất ta có belong to. Belong to somebody or something, thuộc về ai hoặc thuộc về cái gì. Confess to, thú nhận. Listen to, lắng nghe, được không? Let's move to the fourth part, preposition after now. Đó là phần giới từ theo sau danh từ, là phần thứ tư của chúng ta ha. The first one is by accident, tức là tình cờ, ngẫu nhiên. Nó đồng nghĩa với by chance, by mistake hoặc là by coincidence, được chưa? Coincidence. Trường hợp tiếp theo đó là by air, tức là bằng phương tiện nào đó. Vậy ở đây là bằng đường hàng không, được chưa? By the way, à này, nhân đây, hoặc là tiện thể là. Và by heart, tức là học thuộc lòng. Các bạn hay nghe giáo viên nói learn by heart, tức là học thuộc lòng đó ha. Giới từ for, theo sau now như là for instance, for example, đưa ra ví dụ chẳng hạn, được chưa? For sale, tức là bày bán. For ages or for a long time, tức là đã lâu lắm rồi. And forever, đó mang nghĩa là mãi mãi. Ok. Giới từ tiếp theo đó là giới từ at any rate, tức là bất cứ giá nào hoặc là dù sao đi nữa. At present, ngay bây giờ hoặc là hiện tại. At risk, gặp nguy hiểm. Và cuối cùng at the end of, tức là cuối của, ví dụ bạn muốn nói là cuối tuần,
at the end of week, cuối tháng, at the end of month, vân vân ha. Tiếp theo đó là giới từ on. Ví dụ, on behalf of. Từ này mang nghĩa là thay mặt hoặc đại diện cho ai đó hoặc nhóm người, một tổ chức. On business, tức là đang công tác. On the contrary, tức là trái lại. Và on the phone, cũng giống như mình đang nói chuyện điện thoại. Trường hợp cuối cùng đó là under. Under no circumstance, tức là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không, ok? Under cover of, đội lốt hoặc là giả danh. Under the law, được chưa? Theo pháp luật. Và under pressure or under stress, tức là chịu áp lực. Được không? Ok, giới từ còn theo sau một số các danh từ như sau. Thứ nhất đó là in. In addition, tức là ngoài ra hoặc thêm vào. In advance, tức là trước mình làm cái gì đó. Trước ha. In common, tức là có điểm chung. And in a hurry, tức là đang vội. Được không? Giới từ tiếp theo đó chính là out of. Ví dụ, out of work, thất nghiệp, ha, không có việc làm. Out of date, lỗi thời. Out of use, hết sử dụng. Or out of their question, tức là không bàn cãi. Còn với from thì chúng ta sẽ có một số cái cụm như sau. Ví dụ như from now on, tức là kể từ giờ trở đi. From time to time, như thỉnh thoảng. From bad to worse, tức là càng ngày càng tồi tệ. Ok. Với giới từ with, ta sẽ có with these exception of, tức là ngoại trừ, ngoại lệ. With in, with intent to, tức là cố tình. Và with regard to, là đề cập tới. Ok ha. Now it's time for you to practice. Let's practice to together. Ok. Number one. He seems friendly, everyone in the village. Thế các bạn, chỗ này chúng ta sẽ điền giới từ gì? Đúng rồi, ta có friendly ha, thân thiện. Thân thiện với ai đó thì ta sẽ dùng giới từ to, or be, okay? He seems friendly to everyone in the village. Ta có thể đi với giới từ to hoặc là towards, okay? Thân thiện với ai đó. Anh ấy có vẻ thân thiện với mọi người trong làng. Number two, the teacher couldn't speak without referring his notes constantly. Cái này các bạn sẽ chọn phương án nào? Giới từ nào? At, to, with or out? Ta có cụm refer đi với giới từ. Đúng rồi, giới từ to, refer, to, dựa vào. Ha. The teacher couldn't speak without referring to his notes constantly. Giáo viên không thể nói mà không liên tục dựa vào cái ghi chép của mình. Okay. Number three, I found her letter as I was looking through my file. Tôi tìm thấy bức thư của cô ấy khi tôi đang xem qua hồ sơ của mình. Okay. Ở đây các bạn sẽ chọn phương án nào đây các bạn? Đúng rồi. Ta có by accident, tức là tình cờ. Tình cờ tìm thấy. Ta chọn phương án C. I found her letter by accident as I was looking through my file. Tình cờ tìm thấy. Okay. Number 4. You are always asking me the money. Ask somebody else. A change. Ok. Các bạn chọn đáp án nào đây? Vế trước ta thấy động từ ask somebody. Ask somebody for something. Được chưa? Xin ai cái gì, hỏi ai cái gì. Vậy, đằng trước ta chọn for. Và đằng sau cũng dùng for luôn. Bởi vì có chữ for a change, tức là thay đổi đi. For a change. Vậy ta chọn phương án C. You are always asking me for the money. Ask somebody else for a change. Tức là
Sao bạn lúc nào cũng xin tiền tôi thế, đúng không? Xin người khác để thay đổi một chút đi. Được chưa? Number 5. The student is quick understanding what the teacher explains. Chúng ta sẽ chọn phương án nào, giới từ nào các bạn? Ta có tính từ quick. À, nhanh đúng không? Nhanh về vấn đề gì? Đó là quick at. Okay, quick at. The student is quick at understanding what the teacher explains. Học sinh thì nhanh chóng hiểu những gì giáo viên giải thích. Okay. Number 6. In the electronic industry, 5,000 jobs are being lost. Câu này các bạn sẽ chọn cái gì? Cô thấy phương án A với phương án B nó đồng nghĩa với nhau đó. For example, for instance, tức là ví dụ, ha? Còn for sale là để bán, đúng không? Để kinh doanh. Vậy ở đây đâu có bán gì đâu, đúng không các bạn? Đúng không? Vậy tôi chọn phương án D, đó là for example và for instance, A and B are correct. In the electronic industry, for example or for instance, 5,000 jobs are being lost. Tức là ví dụ trong ngành công nghiệp điện tử thì có 5,000 việc làm đang bị mất. Number 7. In your speech, don't forget to emphasize the advantages studying here. Emphasize là nhấn mạnh, đúng không? Và nhấn mạnh thì đi với giới từ nào? Đúng rồi, emphasize đi với giới từ on. Advantages tức là lợi ích. Lợi ích của việc học ở đây. Dùng giới từ nào các bạn? Đúng rồi, advantages of. Ok, tôi chọn phương án A. In your speech, don't forget to emphasize on the advantages of studying here. Trong bài phát biểu của bạn, đừng quên nhấn mạnh vào những lợi thế của việc học tập ở đây. Ok. Number 8. It is very nice you to take so much trouble. Ở đây cô thấy sao it is very nice. Đó là một cái tân ngữ you, đúng không? Vậy ta sẽ đi với giới từ. Đúng rồi. Of, it's very nice of you to take so much trouble. Tức là rất tốt bụng ha. To be very nice of somebody. Tức là ai đó rất tốt bụng. Vậy đây là bạn thật tốt bụng khi đảm nhận những cái vấn đề, nhiều những cái vấn đề rắc rối như vậy. Tức là đứng ra chịu trách nhiệm, đúng không? Number 9. The rain will become heavy in the afternoon. Câu này các bạn sẽ chọn phương án nào? Cơn mưa thì sẽ trở nên nặng vào buổi chiều. A. At risk là nguy hiểm, bị nguy hiểm, đúng không? At times, tức là sometimes, bằng với thỉnh thoảng, thi thoảng. At first sight, tức là cái nhìn đầu tiên. At random, tức là tùy chọn, ngẫu nhiên, được chưa? Vậy các bạn sẽ chọn phương án nào? Đúng rồi, cơn mưa thỉnh thoảng, hoặc là thi thoảng, đúng không? Ta chọn B, ok? The rain will become heavy at times in the afternoon. Thi thoảng thì mưa sẽ trở nên nặng hạt vào buổi chiều. Number 10. I'm not going yet. I'm waiting the rain to stop. Tôi vẫn chưa có đi ra ngoài, ha? Tôi đợi mưa tạnh. Vậy bạn chọn giới từ nào? Going out là đi ra ngoài. Và chờ đợi thì ta dùng động từ wait đi với giới từ for. Đúng rồi. Vậy ta chọn phương án A. I'm not going out yet. I'm waiting for the rain to stop. Tôi vẫn chưa có đi ra ngoài. Tôi đang chờ mưa tạnh. Ok. Okay, now it's time for you to do the exercise but on your own. Okay, let's practice. Các bạn hãy dừng video clip lại và làm những bài tập này. Okay, lưu ý xem
những cái chỗ trống này cần điền những cái giới từ gì và ý nghĩa nó như thế nào. Nhớ căn cứ vào ngữ cảnh nhé. Nếu bạn dựa vào ngữ cảnh thì sẽ làm bài tập nó dễ hơn, đúng không? Nhanh chóng. Ok. Rồi, các bạn làm có được hay không? Ok. Let's check the answers. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án của các bạn xem đúng không nha. Number 11. Please send him the information. Vui lòng gửi cho anh ta thông tin, đúng không? Hay các bạn chọn phương án nào? A. Without delay, tức là không có chậm trễ. At once, à, đồng nghĩa với immediately, đó là ngay lập tức. Ừ, vậy ta chọn phương án, đúng rồi, phương án D. Ba cái từ này, without delay, at once and immediately, là bằng nghĩa với nhau là ngay lập tức. Ok. Vui lòng gửi thông tin này cho anh ta ngay lập tức. Number 12. The new manager's name is familiar. Most of us. Bạn đi giới từ nào đây? Đúng rồi. Familiar đi với giới từ to. Ok. To be familiar to somebody, tức là quen thuộc với ai. New manager's name is familiar to most of us. Tên của quản lý mới thì đã quen thuộc với hầu hết chúng tôi. Ok. Number 13. What time are you tomorrow? Câu này người ta nói có ý định là gì? When you do start work. When do you start work? Tức là khi mà bạn bắt đầu công việc. Ở đây chúng ta sẽ chọn phương án nào các bạn? On duty tức là làm nhiệm vụ, à, công việc đó. On average tính là trung bình. Ok. On account of tức là because of, bởi vì. On board tức là trên tàu, trên thuyền. What time are you? Hợp lý nhất là cái nào các bạn? À, what time are you on duty? Tức là ngày mai đi làm vào lúc nào. Ok. What time are you on duty tomorrow? Ok, mấy giờ bạn sẽ làm việc vào ngày mai? Number 14. The last of these reasons A. The most important. Bạn chọn phương án nào? Lý do cuối cùng trong số những cái lý do này là most important, quan trọng nhất. By heart là học thuộc lòng. By far là nhiều hơn nhiều. By air là hàng không, đúng không? Đi bằng đường hàng không. Và by accident tức là tình cờ. Đúng rồi. Vậy thì hợp lý nhất là phương án B. Okay. The last of these reasons is by far the most important. By far ở đây tức là nhiều, là bỏ xa. Và thường là chúng ta cũng sẽ dùng với so sánh nhất. Number 15. His parents don't approve what he does, but they can't stop him doing that. Đây các bạn sẽ chọn phương án nào đây? Phía trước ta có động từ approve. Động từ approve này sẽ đi với giới từ nào các bạn? Tán thành, đồng ý cho ai làm gì? Approve. Approve sẽ đi với giới từ of. Và đằng sau stop somebody from doing something. Vậy đằng trước là of, đằng sau là from. Ta chọn phương án C. His parents don't approve of what he does, but they can't stop him from doing that. Ba mẹ anh ta không đồng ý với những gì anh ấy làm, nhưng họ không thể ngăn cản anh ta làm điều đó. Ok. Number 16. John Hardcourt was ashamed. His father. À, John Hardcourt làm sao? Ashamed là xấu hổ về ba của ông ta. Ok. Vậy ta có tính từ ashamed sẽ đi với giới từ, à đúng rồi, giới từ of. John Hardcourt was ashamed of his father. John Hardcourt rất là xấu hổ về bố của anh ta. Number 17. Our neighbors complained
Earth, the noise we made at night. Complain đi với giới từ nào các bạn? À, than phiền. Ở đây là us là tân ngữ, than phiền với chúng tôi về tiếng ồn, được không? Vậy complain to somebody about something. Được chưa? Ta chọn phương án B. Okay. Our neighbors complained to us about the noise we made last night. Okay. Number 18. My parents feel reluctant talk openly with their children. Rồi các bạn sẽ chọn phương án nào? Ta có feel reluctant. Đó là tính từ đúng không? Đi với feel reluctant to do something, tức là ngần ngại với việc gì đó, được chưa? Reluctant to, okay? Reluctant to talk. Phương án B. My parents feel reluctant to talk openly with their children. Ba mẹ tôi thì cảm thấy ngần ngại khi nói chuyện cởi mở với con cái. Number 19. Everything happened. She graduated, got a job, and got married on in June. À, mọi thứ xảy ra như thế nào? Cô ta tốt nghiệp này, đi làm, kết hôn, tất cả đều vào tháng 6. Vậy thì bạn chọn phương án nào? At the advantage, tức là bất lợi. At fault, tức là lỗi đúng không? Be at fault, tức là chịu trách nhiệm. See as a loss, tức là không biết phải làm gì hay là nói gì. Và at once, tức là ngay lập tức. Ok, và các bạn sẽ chọn phương án nào là hợp lý nhất đây? Mọi thứ xảy ra liền ngay lập tức đúng không? Tức là at once. Ta chọn phương án D. Everything happened at once. She graduated, got a job, got married on in June. Mọi thứ xảy ra đồng thời. Rồi cô ấy này, tốt nghiệp, có việc làm và kết hôn. Tất cả là vào tháng 6. Number 20. Police said the thieves were obviously well acquainted the alarm system at their department store. Ở đây các bạn sẽ chọn phương án nào đây? À, ta có cái cụm đằng trước chỗ trống, ta có cái cụm là to be acquainted, tức là quen với cái gì. Vậy quen với ta sẽ đi với giới từ with, okay? Acquainted with. Police says their thieves were obviously well acquainted with the alarm system at their department store. Cảnh sát cho biết những tên trộm rõ ràng là đã quá quen với hệ thống báo động ở các cửa hàng. Ok. 21. Mark apologized Jack starting the argument. Ok. Ở đây ta chọn phương án nào các bạn? Apologize là xin lỗi. Xin lỗi Jack vì đã bắt đầu cuộc cãi vã. Vậy apologize sẽ đi với giới từ. À, apologize. Xin lỗi ai vì đã làm gì? Apologize to somebody. À, for doing something. Ta chọn phương án B. Mark apologize to Jack for starting the argument. Mark đã xin lỗi Jack vì đã bắt đầu cuộc cãi vã. Number 22. The company's position over time is made clear in their contracts. Ở đây các bạn sẽ chọn phương án nào? Phương án A, with the exception of, tức là ngoại lệ. B, with intent to, tức là dự định làm gì đó. C, with regard to, tức là về vấn đề hoặc đối với vấn đề gì. D, with a view to, tức là mục đích để làm gì. Vậy thì các bạn chọn phương án nào? The company's position, tức là lập trường của công ty. Cái gì đó overtime ha, là làm thêm giờ. E, make clear, được làm rõ trong hợp đồng. Vậy ta chọn with regard to, tức là về vấn đề nào đó. The company's position
with regard to overtime, it made clear in their contracts. Lập trường của công ty về vấn đề làm thêm giờ được thể hiện rõ trong hợp đồng của họ. Okay. 23. He's infamous, saying that cheating is the way the game is played. À, infamous tức là mắc tai tiếng, đúng không? Famous là nổi tiếng, infamous là tai tiếng. Về vấn đề gì? Ta chọn giới từ for. Okay. He is infamous for saying that cheating is the way the game is played. Anh ta mắc tai tiếng với việc nói rằng gian lận là cách mà hầu hết các trò chơi được thực hiện. 24. Traffic accidents account most hospital admissions at the weekend. À, tai nạn giao thông như thế nào? Account. À, account đi với giới từ for, tức là chiếm bao nhiêu phần trăm tỷ lệ gì đó. Ta chọn phương án A. Traffic accidents account for most hospital admissions at the weekend. Tai nạn giao thông chiếm phần lớn những ca nhập viện vào cuối tuần. Okay. Number 25. I was that you didn't get on too well. Tôi có cảm nghĩ rằng, đúng không? Bạn không mấy hòa hợp, đúng không? Didn't get on well, tức là hòa hợp. Vậy bạn chọn phương án nào? I was under no circumstance, tức là không có trường hợp nào, dù bất cứ tình huống nào cũng không. Under discussion, tức là thảo luận. Under the impression, tức là cảm nghĩ, suy nghĩ rằng. Và under repair, đó là còn sửa chữa. Và các bạn chọn phương án nào? Đúng rồi, phương án C. I was under the impression that you didn't get on too well. Tôi có cảm tưởng rằng bạn không mấy hòa hợp. Okay. Rồi, các bạn làm đúng bao nhiêu câu? À, nếu mà đúng nhiều thì rất là tốt nha. À, chúc mừng các bạn. Còn nếu mà bạn nào mình vẫn còn cảm thấy mình còn mông lung thì chúng ta xem lại ha, bằng lý thuyết và chúng ta làm lại bài tập lần nữa cho chắc kiến thức nha các bạn. Ok. Wow, thank you for your attention. Cảm ơn các bạn đã tham gia tiết học ngày hôm nay. Chúng ta tạm dừng lớp học ở đây ha. Thank you and bye bye. See you later.